Đây là công việc mà những hộ nuôi tôm hùm ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đang làm tại lồng bè tôm trên biển. Vỏ ốc, xác tôm hùm và nhiều thứ khác được ngư dân thu gom tại lồng nuôi của mình rồi mang lên bờ, đổ vào những xe rác đặt ngay trên bờ biển. Từ đây, rác thải được những chiếc xe thu gom chở đi, xử lý theo quy định. Từ khi hoạt động rác thải thì tôi rất là tích cực để mà tôi hốt rác, tôi bỏ lên thúng. Lệnh lòng nào tôi bỏ lên thúng, chịu khó tôi bỏ lên thúng, cho đại mình làm cái chỗ mình nuôi cho sạch sẽ cho mình. Không như, giống như là cái nhà mình vậy. Một dư thừa là phải gom bỏ trong thùng rác đây, mình đem lên cái bến cảm thấy nó sạch sẽ liền. Từng người dân ở đây đã bắt đầu thay đổi công việc bảo vệ môi trường trên Vịnh Xuân Đài như thế. Ô nhiễm môi trường trên vùng nuôi trên Vịnh Xuân Đài là nỗi lo lớn nhất lâu nay của chính quyền địa phương và ngành chức năng Phú Yên. Để cải thiện, phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức của người dân. Bên cạnh tuyên truyền, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tiến hành hỗ trợ phương tiện thu gom chất thải cho người dân. Phải nói là cái công tác vận động cũng rất là vất vả, nhưng mà chính quyền địa phương đã rất là nỗ lực trong cái việc vận động, và cho tới giờ thì đã có cái nhiều bà con ủng hộ và đồng thuận đưa rác lên bờ. Tại phường Xuân Yên, 12 xe thu gom rác đẩy tay, 387 giỏ thu gom rác đã được cấp cho người dân. 400 hộ dân ở đây đã cam kết thu gom chất thải ở vùng nuôi tôm hùm để bảo vệ môi trường biển. Mỗi ngày, 12 xe thu gom rác này đều đầy rác thải do người dân mang lên từ biển. Môi trường nước vùng nuôi này đã được cải thiện rõ rệt. Liên quan đến hạn mặn đang diễn biến phức tạp tại các địa phương miền Tây, khiến đời sống của người dân lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Tại một số tỉnh miền Tây, nhiều người dân đang phải khốn đốn, cầm cự quyết liệt với hạn mặn, vì từ lúa cho đến rau màu đều đang chung cảnh khát nước. Theo ghi nhận của khán giả Minh Hòa có số điện thoại 0978 3 số cuối 675, tình hình hạn mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của bà con ở vùng ngọt hóa, trồng màu tại tỉnh Cà Mau, bước đầu đã ghi nhận những thiệt hại với người dân. Theo dự báo của ngành chuyên môn thì mùa khô năm nay tại khu vực Nam Bộ sẽ khá gay gắt và có thể kéo dài cho đến tháng 5 dương lịch. Thời điểm này chỉ mới bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, thế nhưng tình hình nắng hạn gay gắt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của người dân. Vì vậy, người dân nên chủ động có các phương án canh tác, tránh để xảy ra thiệt hại nặng. Hạn mặn kỷ lục ở đồng bằng sông Cửu Long đang khiến người trồng sầu riêng gặp nhiều khó khăn. Trên sông Hàm Luông, mặn lấn rất sâu, đổ qua sông Tiền đoạn Cù Lao Ngũ Hiệp, đe dọa hàng ngàn hecta vườn cây ăn trái tại huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Châu Thành của tỉnh Tiền Giang. Theo phản ánh của khán giả Lê Hoàng Việt có số 0975, bao số cuối 254 thì để cứu những vườn sầu riêng đang khát nước do xâm nhập mặn, nhiều nhà vườn ở Cù Lao Ngũ Hiệp đã phải bỏ tiền thuê xà lan chở nước từ thượng nguồn về để cứu cây. Cái khó ló cái khôn, tìm ra hướng đi mới giúp bà con nông dân ứng phó với xâm nhập mặn đang đòi hỏi phải có giải pháp hết sức nhanh chóng. Một mặt nó vẫn còn là vấn đề nan giải, thách thức nhiều người. Bằng kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp mà bản thân tích lũy được trong nhiều năm qua, bà con nông dân sống tại tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cách làm hay, vừa thích nghi được với tình hình xâm nhập mặn, vừa đảm bảo nông sản đạt chất lượng. Theo khán giả Bùi Lan Hương có số điện thoại 0882 3 số cuối 674 thì đây được xem là những biện pháp chữa cháy lâu dài, giúp người nông dân biết cách sống chung với xâm nhập mặn. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp các clip mà khán giả gửi về chương trình. Trong những ngày gần đây, ảnh hưởng thời tiết nắng hạn gay gắt trở nên nghiêm trọng hơn khi hiện tại mực nước trong các sông, rạch thuộc vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau bị khô cạn hoàn toàn, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị thiệt hại. Huyện Trần Văn Thời là nơi có diện tích trồng hoa màu lớn nhất của tỉnh Cà Mau với hơn 3.000 hecta một năm. Vào những năm trước đây, nhiều hộ có mức thu nhập khá cao từ vụ hoa màu mùa khô. Riêng năm nay, do ảnh hưởng thời tiết nắng hạn kéo dài, không đủ lượng nước tưới nên nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại, nhiều hộ thất thu hàng chục triệu đồng. Hiện tại, những hộ trồng các loại hoa màu như bầu, mướp, bí đao, dưa leo, đậu bắp mới thu hoạch được vài đợt đã bắt đầu bị khô héo do thiếu nước tưới. Giờ còn là số nước, số ít thì thôi, không còn được như là mỗi năm nữa. Mỗi năm tháng này là nhiều lắm.
năm nay tháng này giờ từ tới là phải chịu phép rồi. Rất nhiều hộ đã phải chắt chiu từng giọt nước còn lại từ các sông, rạch, ao đìa để tưới cầm chừng cho các loại hoa màu với phương châm cầm cự tới đâu hay tới đó nhằm kéo dài thời gian thu hoạch. Thì mỗi năm hàng năm thì tháng này hoa màu tôi cũng còn nước tưới thì nó cũng còn ăn được, còn như năm nay là hoa màu bây giờ không còn nước tưới mà nó nứt nẻ hết trơn thì chắc từ đây sắp lên thì thua rồi chứ không còn đường nào mà cứu được hết trơn qua cái hoa màu. Nước mặn 3 phần nghìn đã lấn sâu cách cửa sông hơn 70 km, đe dọa 79.000 hectare vườn cây ăn trái tại địa phương. Đặc biệt, hơn 13.000 hectare vườn cây sầu riêng ở các xã ven sông Tiền, vùng Cù Lao thuộc huyện Cai Lậy đang bị nước mặn bủa vây, có nguy cơ thiệt hại nặng. Theo nhiều nhà vườn tại Cù Lao Nghĩa Hiệp, huyện Cai Lậy, thì đây là đợt xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất mà họ từng thấy. Là nước mặn lên cái độ ngưỡng cửa dư cho phép. Thành ra bây giờ là dân dân không ai dám tưới hết trơn, cây bỏ khô luôn. Để rồi coi tới đâu tới, chờ mưa chứ sao giờ, bây giờ hãy tưới lên cái là bà cái nước mặn này. Những năm mà trước cái kia như chôm chôm mà chợ lách Bến Tre đó, là nước mặn nó thấm vô cái nó đi sâu vô lòng nước là chết hết. Toàn Cù Lao Nghĩa Hiệp có hơn 1.600 hectare vườn cây sầu riêng chuyên canh. Do hệ thống kênh rạch nơi đây chằng chịt, chưa có cống đập khép kín, nên nước mặn đã tràn ngập hết các khu vực. Đặc biệt, nhiều khu vườn sầu riêng ven sông, rạch nước mặn đã thẩm thấu vào mương vườn từ 0,4 đến 0,9 phần nghìn. Một số vườn sầu riêng không còn nước tưới có biểu hiện bị cháy lá, vàng lá. Khoảng một tuần nay, khu vườn 2 hectare cây sầu riêng của gia đình ông Dương Văn Đây cũng như hàng trăm hộ dân khác ở Cù Lao xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy đều hết nước ngọt để tưới cho cây. Nước dưới sông Tiền có độ mặn từ 1 đến 3 phần nghìn, bao trùm toàn bộ Cù Lao, trong đó cây sầu riêng không thể chịu đựng được nước mặn 1 phần nghìn. So với năm 2016 thì hiện nay là nước mặn cao hơn gấp 3 lần. Đối với sầu riêng đang nguy hiểm. Một số cây của vườn sầu riêng mà đang mang tái thì hiện nay đang xuống. Thì đối với vườn thì hiện nay bà con nhân dân thì đang tìm một cái giải pháp. Một là dùng xà lan chở nước đem về bơm lên vũng để tưới. Cái thứ hai á, những cái cây có trái mà trái đang mang trái á, thì phải tuốt bỏ. Chứ nếu không tuốt bỏ thì nó kéo dài thời gian chừng 2 tháng nữa thì không thể cứu cây được. Vườn bưởi da xanh rộng 2,7 hectare này của ông Lê Hùng Cường sống tại ấp Kinh Dưỡng 1, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ít ai biết rằng vườn bưởi này vào 4 năm trước đã từng hứng chịu trận xâm nhập mặn lịch sử nhưng vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Được biết tất cả là nhờ vào kỹ thuật cải tạo ao trữ nước ngọt và nuôi cỏ quanh gốc cây bưởi để tạo độ ẩm cho cây mà lão nông này đã áp dụng suốt nhiều năm qua. Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn nước tưới không vượt ngưỡng mặn cho phép, mỗi ngày ông đều kiểm tra độ mặn. Mỗi liếp cây trồng đều xen kẽ một cái ao trữ nước đã được thông thoáng, bố trí các họng ống bọng để điều chỉnh lượng nước ra vào cho mỗi ao và tạo sự độc lập. Nếu ao nào bị nhiễm mặn, ông sẽ đóng các đường ống ở các ao khác lại. Với giải pháp để ứng phó xâm nhập mặn này, vườn bưởi da xanh của gia đình ông Cường đều cho thu hoạch năng suất cao, đảm bảo lợi nhuận. Thì xâm nhập mặn này đó là đúng là mình phải giữ cỏ. Tại vì là mình, cái thứ nhất là mình tưới tiết kiệm nước á, là có khi có khoảng 10 ngày, một tuần mình tưới một lần thì nó vẫn ẩm. Thì cái lượng nước mương trong mình, lượng nước mà mình trữ lại trong mương đó, mình sẽ được kéo giãn dài ra. Để cái tình hình mặn nó không có đe dọa mình đối với cái vườn mà mình giữ cỏ.
Bên cạnh sản xuất cây ăn trái, nhà nông chủ động được lượng nước tưới tiêu phù hợp và hạn chế được nhiễm mặn, thì bà con sống tại ấp An Bình, thị trấn An Lạc thôn từ lâu đã biết đến phương pháp trồng nông sản bằng mang phủ sinh học. Được biết, cách làm này đã có từ lâu và được áp dụng ở nhiều nơi. Bằng cách dùng mang phủ nông nghiệp có chất liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tự hủy để phủ lên gốc cây giữ ẩm, điều hòa độ ẩm mặt đất, từ đó tiết kiệm nước tưới. Cùng với việc cắt tỉa cành, tạo tán gọn, tỉa bớt nụ, hoa để hạn chế bớt hơi nước. Không chỉ tiết kiệm công sức cho người canh tác, lợi nhuận cao mà cách làm này còn hạn chế được lượng nước tưới tối đa. Đây cũng là điều bà con nông dân quan tâm nhất để giải bài toán xâm nhập mặn này. Mình trồng măng phủ thì nó hiệu quả lắm, bị gì đâu có tốn công nước rồi nó trúng dưa nữa. Tiết kiệm nước gì lắm. Nó như mương nước nhiều vậy thôi đó chứ đâu có cho nhiều nữa. Ở đầu này có một cái nắp đầu này. Phát huy truyền thống quý báu và phẩm chất của chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ năm xưa, nhiều hội viên cựu chiến binh ở xã Kỳ Hải đã giúp bà con nhân dân làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, chặt hàng ngàn cây lấy gỗ để làm đường giao thông. Để chương trình tham gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả, các cựu chiến binh xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh lấy phong trào gắn với những việc làm cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi chi hội đăng ký nội dung công việc phù hợp hỗ trợ các gia đình xây dựng nông thôn mới tại đây. Bên cạnh việc tạo ra những giá trị vật chất thiết thực cho các hội viên, hội cựu chiến binh các cấp tại địa phương còn tuyên truyền, vận động gia đình và bà con lối xóm chú trọng công tác vệ sinh môi trường như phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng ngõ xóm, đồng thời thành lập các câu lạc bộ về bảo vệ môi trường. Điều đáng nói, dù các cựu chiến binh tuổi đã cao, trong đó nhiều đồng chí mang trong mình, song với tinh thần trách nhiệm, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa vẫn để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân. Những đóng góp của các hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần giúp cho các địa phương về đích nông thôn mới.